Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào bài tính giá trị của biểu thức ở trang 89 của sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Chúng ta cùng xem thử là cái cách chúng ta tính giá trị của biểu thức là như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta có phép toán là 381 cộng với 209. Các em thực hiện phép tính cộng này thì được kết quả là 590. Vậy ta nói giá trị của biểu thức 381 cộng 209 là 590. Như thế thì giá trị của biểu thức, bản chất của nó là gì? Thực chất của tính giá trị biểu thức tức là các em đi thực hiện các cái phép toán xem kết quả bằng bao nhiêu. Đấy, tức là chúng ta đi tính kết quả của các phép toán thôi. Rồi, tiếp theo 68 chia 2 bằng 34 thì cái 34 này được gọi là giá trị của biểu thức 68 chia cho 2. Vậy giá trị biểu thức tức là chúng ta đi tính các cái phép toán. Đấy, xem thử kết quả bằng bao nhiêu. Bây giờ cô và các bạn xem thử thứ tự thực hiện phép tính như thế nào ở đây. Yêu cầu các em là tính giá trị của biểu thức là 10 trừ đi 2 cộng với 8. Ở đây có hai bạn, bạn Nam này. Bạn Nam, bạn ấy lấy 10 trừ đi 2 thì bằng 8, sau đó lấy 8 cộng 8 bằng 16. Còn bạn nữ thì lại lấy 2 cộng với 8 để bằng 10, sau đó lấy 10 trừ đi 10 bằng 0. Như vậy chúng ta xem thử hai bạn này ai làm đúng, ai làm sai. Các em nhớ cho cô, trong một biểu thức mà chỉ chứa phép toán cộng và phép toán trừ, các em sẽ thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Phép toán nào đứng trước, các em thực hiện trước. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Thì phép trừ đứng trước, các em phải thực hiện phép trừ trước. Lấy 10 trừ đi 2 bằng 8, sau đó các em lấy 8 cộng 8 bằng 16. Như vậy bạn làm đúng chính là bạn này, chứ không phải là chúng ta thực hiện phép cộng trước phép trừ sau là sai nhé. Đấy, như vậy cái này là bị sai. Được chưa? Nhớ này, trong biểu thức chỉ có hai phép toán cộng trừ thôi, thì các em sẽ thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Bây giờ cô và các bạn cùng sang đây, người ta có hai quy tắc cho các em để các em nhớ ở đây. Nếu trong biểu thức chỉ có phép toán cộng trừ thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Ví dụ có hai ví dụ. Thứ nhất là tính giá trị biểu thức 9 cộng 3 trừ 5. Như vậy chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải thì phép cộng đang đứng trước, tức là chúng ta thực hiện từ này, bên này sang này. Thì phép cộng đứng trước, các em thực hiện trước, các em lấy 9 cộng 3 bằng 12, sau đó lấy 12 trừ đi 5 để bằng 7. Như vậy giá trị của biểu thức 9 cộng 3 trừ 5 chính là bằng 7. Đấy, tính giá trị biểu thức tức là chúng ta tính kết quả của các cái phép toán trong đấy. Câu B, tính giá trị của biểu thức 37 trừ 7 trừ 16 có hai phép trừ. Thì phép trừ nào đứng trước, các em sẽ thực hiện phép trừ đấy trước. Thực hiện từ trái sang phải mà. Như vậy lấy 37 trừ đi 7 thì bằng 30. Sau đó các bạn lấy 30 trừ tiếp đi 16 thì sẽ bằng 14. Vậy giá trị của biểu thức 37 trừ đi 7 trừ 16 chính là bằng 14. Sang ý tiếp theo. Nếu như mà trong biểu thức mà chỉ chứa hai phép toán là nhân và chia thôi, hoặc là chỉ chứa phép nhân, hoặc chỉ chứa phép chia, hoặc cả hai phép toán nhân chia, thì các em cũng thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta có biểu thức này 15 chia 3 nhân với 2. Thì ở đây các em thấy là cái phép chia nó đứng trước, thì các em sẽ thực hiện phép chia trước cho cô. Đấy, như vậy các em lấy 15 chia cho 3 thì bằng 5, sau đó lấy 5 x 2 thì bằng 10. Như vậy là giá trị của biểu thức là 15 chia 3 x 2 thì bằng 10. Sang ý B. Ý B chúng ta ở đây là tính giá trị của biểu thức 24 x 2 chia 6. Các em cũng thực hiện phép toán theo thứ tự từ trái sang phải. Phép nhân đang đứng trước thì em thực hiện phép nhân trước. Lấy 24 x 2 bằng 48. Sau đó các em lấy 48 chia 6 bằng 8. Như vậy kết quả của biểu thức 24 x 2 chia 6 thì bằng 8. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang một số các bài tập. Bài tập số 1.
tính giá trị của mỗi biểu thức sau. Ý A là cô có là 261 cộng với 414. Thì ở đây là muốn tính giá trị của biểu thức, thực ra là chúng ta đi thực hiện cái phép toán này xem thử kết quả bằng bao nhiêu. Đây nhá, các em thực hiện ra ngoài giấy nháp hoặc là các em có thể đặt phép toán theo hàng ngang luôn cũng được, nhận theo hàng ngang cũng được. Đây, bài tập số 1A. Ta có 261, các em cộng với 414. Các bạn có thể nhẩm theo hàng ngang hoặc đặt tính theo hàng dọc. Cô nhẩm theo hàng ngang như sau: 4 cộng với 1 bằng 5, cô viết 5. Cộng sang chữ số hàng chục: 1 cộng 6 bằng 7, viết 7. Sang chữ số hàng trăm: 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. Kết quả bằng 675. Như vậy giá trị của biểu thức này bằng 675. Vậy chúng ta sẽ kết luận là giá trị của biểu thức hai trăm sáu mươi mốt cộng 414 là 675. Sang ý tiếp theo, ý B. 595 các em trừ đi 17. Các em cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái, tức là chúng ta trừ chữ số hàng đơn vị trước. 5 không trừ được cho 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 15 trừ 7 bằng 8. Mượn 1 các bạn trả 1 sang đây. 1 này nhớ 1 nữa bằng 2. Các em lấy 9, các em trừ đi 2 thì bằng 7. 5 các em hạ 5 xuống. Như vậy kết quả của phép trừ này bằng 578. Và cái kết quả này cũng chính là giá trị của biểu thức. Vậy chúng ta có giá trị của biểu thức 595 trừ đi 17 chính là 578. Tiếp theo chuyển sang ý C. Cô có ý C như sau: 286 chia 2. Có biểu thức 286, các bạn chia cho 2. Ta có 2 chia 2 bằng 1, viết 1. 8 chia 2 bằng 4, viết 4. 6 chia 2 bằng 3, viết 3. Như vậy là giá trị của biểu thức này bằng 143. Vậy giá trị của biểu thức 286 chia 2 chính là 143. Tiếp theo sang ý D. 310 nhân với 3. Các em có thể nhẩm phép nhân hoặc là các em đặt phép tính theo hàng dọc. Cô có 3 nhân 0 bằng 0, 3 nhân 1 bằng 3 và 3 nhân 3 bằng 9. Như vậy biểu thức này có kết quả là 930. Vậy chúng ta kết luận lại là giá trị của biểu thức 310 nhân 3 là 930. Xong ý D. Tiếp tục cô chuyển sang ý E.
Chúng ta còn ý e và ý g, các em làm hoàn toàn tương tự. Ý e ở đây chúng ta có biểu thức là 265 trừ 82 cộng 10. Biểu thức e này là 265 kem trừ đi 82 cộng với 10. Đối với biểu thức này, các em thấy trong biểu thức có chứa phép trừ và phép cộng thì các em sẽ thực hiện phép toán theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Phép tính nào đứng trước thì các em sẽ thực hiện trước. Như vậy các em sẽ thực hiện cho cô cái phép trừ này trước này. Các em lấy 265 trừ đi 82 trước. Cô nhẩm luôn nhá. 5 trừ đi 2 thì bằng 3. 6 không trừ được cho 8, cô mượn 1 phía trước lấy 16 trừ 8 bằng 8. Mượn 1 cô nhớ trả 1 sang, 2 trừ 1 bằng 1. Như vậy bằng 183. Sau đó lấy 183 cô cộng thêm 10 thì sẽ bằng là 193. Như vậy giá trị của biểu thức hai trăm sáu mươi lăm trừ tám mươi hai cộng 10 là 193. Những bạn nào mà chưa làm xong những cái ý này thì các em hãy dừng một chút để các em tiếp tục làm cho xong. Từ ý A cho đến ý E, những ai chưa xong các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong. Cô chuyển sang ý cuối cùng là ý G. Cô có ý G như sau. Ý G ở đây là 21 nhân 4 chia cho 2. Trong biểu thức có chứa phép nhân chia, các em thực hiện các phép toán theo thứ tự từ trái sang phải. Như vậy chúng ta có bài tập số 1G. 21 nhân 4 chia cho 2. Từ trái sang phải thì ở đây phép nhân đang đứng trước, các em thực hiện phép nhân trước. 21 nhân với 4 thì bằng 84. Sau đó các bạn lấy 84 các em chia cho 2 thì bằng 42. Như vậy chúng ta sẽ kết luận lại như sau. Giá trị của biểu thức Giá trị của biểu thức 21 nhân 4 chia 2 chính là 42. Xong được bài tập số 1. Tiếp theo cô các bạn chuyển sang bài tập số 2. Cô có bài tập 2 như sau. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn chọn giá trị đúng với mỗi biểu thức sau. Như vậy để nối được đúng bài tập số 2 thì các em sẽ thực hiện các cái phép tính giá trị của các biểu thức này. Đấy. Sau đó sau khi tính xong thì chúng ta sẽ nối đến các kết quả tương ứng. Vậy các em có thể dừng lại làm, sau đó sẽ đối chiếu với phần bài chữ của cô. Cô có bài tập 2. Đầu tiên 125 trừ 82 cộng 7. 125 cô trừ đi 82, cô cộng với 7. Trong biểu thức có chứa phép toán cộng trừ, các em sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Phép tính nào đứng trước các bạn thực hiện trước. Như vậy ta có 125 trừ đi 82, 5 trừ đi 2 bằng 3, viết 3, 12 trừ đi 8 bằng 4, viết 4. Như vậy kết quả 43. 43 sau đó cộng thêm 7 nữa thì bằng 50. Như vậy các bạn sẽ nối đến số 50 cho cô.
Biểu thức đầu tiên tính ra kết quả bằng 50, như vậy chúng ta sẽ nối đến bông hoa có số 50 ở đây. Các bạn có thể lấy bút chì các em nối vào. Sang ý tiếp theo, 40 chia 5 nhân 8. Biểu thức này có chứa hai phép toán là phép chia và phép nhân. Các em cũng thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Phép toán nào đứng trước các bạn thực hiện trước. Lấy 40 chia cho 5 thì bằng 8. Sau đó các bạn lấy 8 nhân tiếp với 8 thì bằng 64. Như vậy, biểu thức thứ hai các em sẽ nối đến giá trị 64. Chúng ta sẽ nối đến 64 ở đây. Tiếp theo, 20 cộng với 70 trừ 30. Có nhầm luôn, 20 cộng 70 bằng 90. Lấy 90 trừ đi 30 thì bằng 60. Như vậy chúng ta sẽ nối đến bông hoa số 60. Cuối cùng chúng ta chỉ còn một bông hoa này và một cái biểu thức này thì chắc chắn sẽ nối đây rồi. Chúng ta cùng nhận xem phải như thế không nhé. 72 chia 9 nhân 10 có chứa phép nhân chia thì phép toán nào đứng trước các em sẽ thực hiện trước. Lấy 72 chia 9 bằng 8. Sau đấy lấy 8 nhân với 10 thì đúng là bằng 80. Như vậy chúng ta sẽ nối đến bông hoa này. Có chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa xong các bài tập trên thì các em có thể dừng một chút để các bạn làm cho xong. Có chuyển sang bài tập 3 như sau. Chọn dấu cộng trừ để chúng ta điền vào phần hỏi chấm cho thích hợp. 3 cộng hay là trừ với 1 để bằng 4. Thì chúng ta sẽ có là 3 cộng 1 bằng 4. Các em điền dấu cộng vào cái hỏi chấm này. Điền dấu cộng vào. Tiếp theo, 6 hỏi chấm 4 hỏi chấm 5. Như vậy ở đây cô sẽ làm phép, cô nhẩm, cô lấy 6 cộng 4 để bằng 10. Sau đó cô lấy 10, cô trừ đi 5 để bằng 5. Như vậy cái này thì cần thời gian để các em thử các cái dấu cộng trừ. Tuy nhiên thì cô ở đây cô có thể nhẩm nhanh là cô lấy 6 này, cô cộng thêm 4 này để bằng 10 này. Sau đó lấy 10 cô trừ đi 5 này thì ra kết quả bằng 5. Được không? Tiếp theo là 12 2 1. Như vậy cô lấy 12 cô trừ đi 2. Đặt phép trừ nhá. 12 trừ đi 2 thì bằng 10 này. Các em lấy 10 trừ tiếp đi 1 thì sẽ bằng 9. Đúng chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ có 3 cái biểu thức ở đây như sau. Bài 3. Ý A, các em sẽ có là 3, các em cộng 1 bằng 4. Bài 3B là cô có 6, cô cộng 4 để bằng 10. 10 trừ đi 5 bằng 5. Tiếp tục, cô có bài 3C. Bài 3C lấy 12 trừ đi 2 trừ đi 1. 12 trừ đi 2 trừ đi 1. Trong một biểu thức mà có chứa hai cái phép trừ thì các em nhẩm theo thứ tự từ trái sang phải. Thực hiện cái phép trừ đầu tiên trước, lấy 12 trừ đi 2 bằng 10. Sau đó lấy 10 trừ tiếp đi 1 thì bằng 9. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong bài tính giá trị của biểu thức số trang 89-90, sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em cùng vào YouTube gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh để xem thêm thật nhiều các video miễn phí khác ở trên kênh của cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.